Ngày 29 năm chúng ta gặp nhau. Dạ. Thì em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Mà anh thấy cái chữ gì không? Anh thấy, đọc đi. Thấy chữ ai rất vui. Ba từ chín chữ một ý nghĩa. Anh yêu em. Đó. Cảm ơn em. Đang đang cần đây. Dạ, anh... Điều đó chính là cái em. Anh có thích món quà này không? Dạ? Quá thích luôn. Thích không biết bao nhiêu. Dạ, bây giờ em nào? Có... Dạ, em có thể đeo cho anh không? Dạ. Được. Dạ. Anh sẵn sàng. Mình ngồi ganh tị với cái tình yêu này luôn á, thực sự. Em chưa có biết riêng đeo sao nữa. Có như là họ quên mình luôn á. Thôi. Em lần đầu tiên em đeo đồng hồ. Không gian này của họ. Em không có được chuyên nghiệp. Thì anh cũng mong em cho anh một cái nợ để hai đứa tìm hiểu nhau cùng. Dạ. Đi đến một mục tiêu lý tưởng, cùng chung một chiếc xe và không cho tên nào đánh cướp. Tôi tưởng là gì? Khi đến với chương trình anh xem em là tất cả, khi biết em rồi anh làm tất cả để yêu em. Rồi. Dạ. Ôi hay rồi, quá anh gái, anh gái. Rồi anh gái nói vào mộng sâu cho lời anh nói, hòa nhịp theo trái tim của anh. Em hy vọng là những lời nói sẽ đúng với lại những gì nướng ngày hôm nay. Hay quá. Hung nụ hiên đầu tiên. Rồi bấm nút. Chúc mừng. Nào, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, thưa anh Quyền Linh. Nghe nha. Chị Hồng Vân. Rồi. Em tên là Võ Văn Phụng, năm nay 31 tuổi. À. Hiện nay đang là công tác tại đại đội 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9, thành phố Hồ Chí Minh, quê quán em ở Bến Tre. Em đang mang quân hàm gì? Dạ, em đang mang quân hàm là thượng úy. Rồi, em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và tất cả khán giả gần xa đang xem chương trình của đài. Thì em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi, hiện tại là em là giáo viên mầm non và em đang công tác ở một trường quốc tế thuộc khu vực quận 7. Cô giáo mà lấy bộ đội thì quá tuyệt vời rồi ha. 29 với 31 cũng được lắm. Cũng hợp luôn á. Dạ. Em có thích người yêu mình là bộ đội không? Dạ em rất thích, cho là bởi vì em thích một cái sự nghiêm túc, một sự chuẩn mực về đạo đức, về tác phong. Em cảm thấy rất là hài lòng về điều đó. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì em là một người con của gia đình. Em là một người rất biết quan tâm và lo lắng cho người thân. Đặc biệt là em chăm sóc trẻ con và chăm sóc cho người lớn tuổi rất tốt ạ. Là một người rất là tôn trọng thời gian và em luôn giữ lời hứa của mình. Thì bên cạnh thì em có những cái điểm yếu, đó là em đang phấn khởi với một điều gì đó thì có thể là em sẽ nói chuyện hơi nhanh. Em có cái tài lẻ sở trường gì không? Ví dụ như hát hò, nhảy múa. Em thì không phải là sở trường gì lắm, nhưng mà em cũng rất là thích hát và thích làm thơ. Thích tạo ra những sự bất ngờ dành cho những người, nhất là những người thân yêu của em. Ừ, tức là dạ. em lãng mạn đó phải không? Dạ. Thôi, bên đàn trai. Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, ít uống rượu. Đặc biệt là làm việc tới nơi tới chốn, nói là đã làm. Sống thì giản dị, lạc quan. Khuyết điểm của em là ít nấu ăn hay là sống nội tâm tình cảm. Bên nhà trai tâm sự thì em có đồng cảm không? Em cảm thấy rất là hài lòng ở một cái ý là anh nói đi đôi với làm á. Bởi vì em là một người rất là giữ uy tín. Bây giờ em phải nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi em trai. Báo cáo anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, toàn thể quý vị khán giả, đường tình duyên của em trắc trở. Thì khi đến 18 tuổi thì em vào quân đội, thì môi trường ở đây thì lẹn lẹn tôi, con người của em là trưởng thành hơn. Nhưng mà so với đó thì mối quan hệ của em thì với bạn nữ bên ngoài rất là thiếu thốn. Thứ hai nữa là nghề bộ đội là cái hy sinh nhiều cống hiến, mà lại cần một người phụ nữ đi tìm hiểu với mình rất là khó. Nhưng mà đó giờ em có trải qua mối tình nào không? Dạ có anh, có hai mối tình. Dạ có hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất là mấy năm? Chắc khoảng một năm. Người ta yêu em mà em không biết. Đến lúc mà mình nhận ra thì mình đã ta đã đi lấy chồng rồi. Ủa gì đâu có sự chia tay đâu, đúng không? Trời, mối tình gì lạ vậy? Cái đó không có tính, cái đó không có tính được. Không có tính mối tình được. Dạ. Đến mối tình thứ nhì đi. Dạ mối tình thứ nhì thì em theo đuổi người ta nhưng mà người ta không thương em. Trời ơi, tội nghiệp không? Thiệt ông trái ngang dữ vậy trời. Ai mối tình gì đâu mà nó cạn kiệt, không có yêu được như vậy. Em sao em? Dạ em cũng đã trải qua ba mối tình. Dài nhất và sâu đậm của em thì trải dài 5 năm. Thì có một lần anh quyết định là phải đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Đó thì khi đi lao động hợp tác nước ngoài thì có một cái lý do của anh, và anh đã kết hôn và đã có gia đình, hiện cũng đang sinh sống ở ngoài nước ngoài. 2 năm sau thì em mới quen với lại một người. Bao nhiêu lâu? Quen được bao nhiêu lâu? Dạ 3 năm. Dạ. Trời ơi, em cũng bền bỉ quá ha. Dạ. Rồi mối tình thứ 3. Dạ mối tình thứ 3 là cũng gần 3 năm nha. Vậy mà không đến được với nhau. Mấy năm rồi đó. Bên đây là gần như không năm nào hết. Gần như không có. Hai bên đối nghịch với nhau. Dạ. Còn chú ráng nha chú. Dạ. Hai cái mối kia nó lãng hòm mà. Bây giờ chú có tưởng tượng là cái người yêu của chú phải giống ai không? Có cái mẫu hình, mẫu lý tưởng nào không? Em không có thần tượng ai hết. Người đó là một thứ nhất là phải là mắt kiến. Thứ hai là phải là cao hơn em một cái đầu. Về lẫn nghĩa đen nghĩa bóng thì phải trình độ phải là cao hơn em. Tại vì mới chỉ huy. Thứ hai là có sự
bồi dưỡng cho em để tốt, thì cái nhận thức có thể giúp đỡ em trong công việc. Sao em thích người yêu đeo mắt kiến? Thể hiện cái sự tri thức. Trời ơi, có người đâu có trí thức đâu mà ta vẫn đeo mắt kiến. Đó là người bị cận, nó khác. Thôi chào chị, để mình nói cho bà nghe. Cầu dạ. Được ước thấy đó, ước dạ. Đi mắt kiến, có một cặp mắt kiến rồi, một cái hơn một cái đầu thì người ta là giáo viên đó, kiến thức người ta cũng rộng rãi đó. Rồi chiều cao nhiêu nè? Chiều cao là không em quan trọng, nhưng mà cái người phụ nữ này phải biết là cách cư xử cho nó lễ phép giữa hai bên gia đình, khéo léo và tế nhị. Em rất tính, là tính rất là kỹ. Em có thích làn da bánh mật như em không? Da sao cũng được chơi, không có quan trọng màu da. Thương dạ. Ghê không? Sao không có da thôi. Lỡ dạ. Cái mặt mụn không rồi sao? Thì về nữa mua kem trị mụn, mới mốt hết mụn chứ lại tiếp. Thấy thương không? Dạ. Còn em sao? Em muốn cái người yêu của em mà cao nhiêu nè? Chiều cao, càng cao hay càng tốt thôi. Anh thấy á, nãy giờ những cái ý kiến của em đưa ra là bên đây có đầy đủ phẩm chất hết. Trời, cô giáo dễ thương quá. Đó, bởi vì đem mắt kiến vô đúng là đẹp luôn á. Ông đó ông cầu được ước thấy đó, đúng bởi vì đó. Ông trời thương em á, hai cái dạ. Mối tình lãng nhắc của em bây giờ hy vọng mối tình thứ ba nó có cái sự mà giao thoa qua lại đúng không? Anh thấy được đó. Đàn trai đi với ai vậy? Dạ. Đây. Báo cáo anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì em đi với thủ trưởng cơ quan của em và đặc biệt là đồng chí tiểu trưởng Nguyễn Đức Dẫn và ba ruột của em và cùng toàn thể tất cả toàn thể chiến sĩ. Thưa anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Tôi đến từ Bến Tre đi hồi 2 giờ đêm tới 8 giờ rưỡi mới đến đây. Mà ở đây giờ xin cảm ơn hết anh chị em khán giả với chị Quyền Linh với anh Hồng Vân. Giờ không biết nói gì hơn nữa. Tôi giờ cũng mừng. Hồi xưa thì mẹ nó sanh đẻ, mà khi mà nó sanh đẻ trở thành lên thì nó con của nhà nước rồi, nó đi ra đi khỏi nhà nay là 12, 13 năm rồi. Nó thương ai này thì tôi chịu nấy, tôi cũng không biết sao. Dạ. Dạ, cô giáo cũng đẹp. Đó, nghe chưa đồng chí? Dạ, nghe chị ơi. Xin hết. Dạ, cảm ơn bác ạ. Mời chị Chi Huy à. Chị Chi Huy có ý kiến đi. Thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì tôi là Nguyễn Đức Dưỡng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, tiểu đoàn của đồng chí Phụng. Thì đầu tiên là chỗ đồng chí Phụng là ở với tôi cũng rất là lâu rồi. Riêng đồng chí Phụng thì tính tình rất là vui vẻ, yeah. Như anh chị thấy rồi, yeah. Vui vẻ hòa đồng. Vừa rồi đồng chí Phụng nói làm đến đâu là đến nơi đến chốn. Cô giáo thì tôi thấy thứ nhất là rất là xinh đẹp, trình độ học thức như vậy cũng rất là tốt. Trước khi mà đi tham gia chương trình thì chúng tôi có giao nhiệm vụ là hôm nay đồng chí Phụng phải kiếm về cho tiểu đoàn 4 một cô con dâu. Đó, thấy chưa? Qua chương trình này thì cũng mong là bước đầu để cho hai người tìm hiểu và hy vọng là sau này tiểu đoàn 4 sẽ có một người con dâu giống như cô giáo ngày hôm nay. À, cô giáo viên đúng không? Bên hàng gái này đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến đây là nhất là có cô quản lý ở cơ quan em, 7 cô tiên xinh đẹp ở trường em đến ủng hộ cho em ạ. Trời ơi. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Chào hai bạn Thảo và Phụng. Thì em tên là Trần Thị Kim Xuyến, thì đang phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường. Trong công việc, Thảo là một cô giáo rất là hiền lành và chịu khó học hỏi. Về phía bạn trai thì mình có một vài nhận xét là bạn rất là chững chạc, cao ráo. Thì cũng mong là hôm nay hai em sẽ nhấn nút cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn gái. Cô giáo nói chuyện hay quá, thực sự luôn á. Thôi bây giờ đã đến giờ phút hai bên gặp nhau rồi. Hai con tim có cùng chung nhịp đập hay không nhá. Mở rào. Tặng quà nào, đứng lên tặng quà nào. Dạ, em chào anh. Dạ, chào em. Dạ. Anh có ngày này anh tặng em một món quà thật ý nghĩa. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều và em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bây giờ em xin phép em để quà xuống đây. Đây, chị giúp. Nhân dịp kỷ niệm ngày hôm nay, ngày 29 năm chúng ta gặp nhau, dạ. Thì em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. À, mà anh thấy cái chữ gì không? Anh thấy, đọc đi. Thấy chữ I love you. 3 từ 9 chữ một ý nghĩa. Anh yêu em. Đó. Cảm ơn em. Đang cần đây. Dạ, anh... Điều đó chính là sẽ dạ. Em. Anh có thích món quà không dạ? Quá thích luôn. Thích dạ. Không biết bao dạ, diễn đại thế nào. Dạ, em có thể đeo cho anh không dạ? Được. Dạ. Anh sẵn sàng. Mình ngồi ganh tị với cái tình yêu này luôn á, thực sự. Em chưa có biết riêng đeo sao nữa. Coi như là họ quên mình luôn á. Thôi. Em lần đầu tiên em đeo đồng không hồ. Không gian này của họ. Em không có được chuyên nghiệp.
chị nè. Bạn con gái này rất là chu đáo, em không biết như thế nào diễn tả được hết. Bởi vì thôi bây giờ chị với anh Linh tạm ngủ chút xíu nha, tụi em cứ làm gì làm đi. Mà anh có biết ý nghĩa của món quà em tặng cho anh? Anh biết, em rất quý trọng thời gian, anh cũng quý trọng thời gian, mong cho hai đứa mình sẽ tìm đến chung một cơ hội với nhau. Dạ, em nói chuyện rất hay ạ. Nhưng mà thứ nhất là em thì một người rất là quý trọng thời gian, thì em chỉ có mong muốn thôi anh sẽ dành những cái thời gian quý báu nhất của anh, dành nhiều nhất có thể theo khả năng để anh dành cho những người mà anh yêu thương nhất ạ. Nhưng mà anh thấy cái đồng hồ này nó hơi bị rộng đúng không anh? Đúng rồi, hơi bị rộng. Thì cái đồng hồ này nó mới thì nó hơi bị rộng, nhưng mà anh chỉnh sửa anh cắt á thì nó sẽ vừa và nó sẽ đẹp. Em với anh mới quen nhau á thì mình cũng chưa có hiểu nhiều, thì sau thời gian khi mà mình tìm hiểu nhau, mình sẽ chia sẻ rồi mình sẽ quan tâm thì mình sẽ chỉnh sửa và nó sẽ rất là tốt hơn. Cảm ơn món quà vô giá của em đã dành cho anh. Em thật là quý giá biết bao. Em sẽ để món quà này không cho ai lấy cái đồng hồ này. Chị đồng ý với quan điểm của em. Em trên bó hoa có cái tấm thiệp gì đó lấy tặng bạn gái luôn đi. Báo cáo em là món quà này thì ngày tôi, okay. Thì món quà này em muốn quà tâm huyết của em nhất là em vô thành phố vào Hồ Chí Minh ngày hôm qua để tặng món quà này. Dù biết thời gian rất là quan trọng nhưng mà công việc như hay là thể hiện sự tấm chân thành của anh đối với em. Mua quà ngày hôm qua nó cũng báo cáo nữa. Anh ơi, anh đập trước em đi anh, mình đập trước đi anh. Rồi, phụ nữ không phải để hiểu mà là để yêu. Nhận nhiều yêu thương trong đó có anh, đó là Hoàng Phụng. Trời ơi, thấy thương. Dạ, tiếp đây thì dạ em cảm ơn anh. Khi đến với trường quay thì mẹ em điều kiện cũng ở xa, mẹ em không đến được. Nhưng mà mẹ em đã gửi một cái tình cảm, đó chính là một bài thơ do mẹ em tự sáng tác ra. Mẹ em nói là hôm nay phải em phải dành tặng cho anh. Đọc cho chàng trai đó nghe đi. Phụng thảo đẹp mãi duyên tơ, không hẹn mà chờ hạnh phúc từ đây. Duyên sẽ thấm, tình bền như đá, hạnh phúc này đẹp mãi hai ta. Xin hết ạ. Để đối đáp lại gia đình nhà gái, anh cũng có tài lẻ, bài hát và một bài thơ. Wow. Bài hát hết luôn. Đã yêu yêu hết mình. Cho một đồng hồ tay thật to đi mọi người. Tại vì kinh là để cái đồng hồ này nó lỏng quá, tay em nó không có mất tự nhiên quá thì dạ. Anh thông cảm cho em nha. Mình về là mình sẽ chỉnh sửa sau ha. Hai đứa làm luôn đi, chương trình được của hai đứa luôn đó. Hai đứa tự nhiên đi không sao hết trơn á. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con tiền không còn theo sóng, con tiền không còn sợ bến mai xa mù khơi. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới chân, thấp thoáng đôi bao nhân tình đang đổ vui đắm say. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được ý yêu mình em. Cái này gọi là tim em bị loạn nhịp. Hết rồi. Anh. Dạ. Yêu em nghe anh từ trong đáy tim em. Rồi, yên tâm, anh sẽ giữ trọn trong tim. Yêu em xin anh cho em tình yêu đừng cho dối gian. Xin hãy nói với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Dù bão xuân qua còn tươi mãi. Xin anh luôn yêu em như em hằng luôn mến anh. Xin hãy hứa với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Và mong sao cho lời anh nói hòa nhịp thao trái tim của nhau. Hay không các đồng chí ơi, thủ trưởng? Quá hay. Tiếp em sẽ làm câu thơ nói về cô giáo. Anh ấp ủ là mong tìm một người cô giáo là người nửa yêu thương của mình, có cái nghề cao quý, nghề tốt đẹp. Em là cô giáo anh thương, dạy trò chữ nghĩa trong đường lớn khôn, trồng cây làm đẹp nước non, trồng người làm đẹp tâm hồn nhân gian. Nghề em cao quý trong ngàn, quý em quý cả ngành nghề em theo. Trời ơi, con hay hai quá đứa nói đó. Lời bây giờ nè, hai đứa đứng nhìn mặt nói lời yêu thương đi, được tôi bấm nút luôn. Anh có cảm thấy là trái tim đang bị loạn nhịp không? Anh rất là bình tĩnh và tự tin. Trái tim này loạn nhịp. Anh nhìn em nè. Loạn nhịp nhưng anh mà nhìn em nè. Anh thấy thì cái tâm hồn của anh với tâm hồn của em rất là đồng cảm. Thì anh cũng mong em cho anh một cái nợ để hai đứa tìm hiểu nhau, cùng đi đến một mục tiêu lý tưởng, cùng chung một chiếc xe và không cho tên nào đánh cướp. Với phương châm tôi tưởng anh là gì? Khi đến với chương trình, anh xem em là tất cả. Khi biết em rồi, anh làm tất cả để yêu em.
Rồi, ôi hay quá. Em gái. Rồi, em gái nói. Vào mộng sâu cho lời anh nói, hòa nhịp theo trái tim của anh. Em hy vọng là những lời anh nói sẽ đúng với lại những gì hứa ngày hôm nay. Hay quá. Hung nụ huyên đầu tiên. Rồi, bấm nút. Chúc mừng. Đây là cặp đôi đầu tiên sau 7 năm bà không hẹn hò mà ông Mai bà Mối là người bấm nút. I feel happy today. Tuyệt vời. Em thấy người đàn ông này có xứng đáng là một nửa mảnh ghép của em hay không? Dạ, chắc chắn là xứng đáng ạ. Đối tiếp với bạn em nói là ai vô em, giờ em sẽ nói tiếng Hàn Quốc. Saga Hanita. Anh yêu em. Ôm nhau luôn coi. Trời ơi. Trời ơi. À, con cũng xin chào bác trai. Thì bác trai thấy là nếu mà tụi con cưới nhau sớm thì bác trai có vui, có đồng ý không ạ? Nếu mà con mình đã chọn được vậy là mẹ nó với ba nó đều mừng dữ lắm. À, nếu được tiếng Hàn tốt thì nào thì mừng. Quá mừng. Dạ. Con cảm ơn bác rất nhiều. Mà thôi giờ xin hỏi thiệt, cháu Thảo là quê quán ở đâu ạ? Dạ con chào bác, thì con cũng đến từ là quê hương Bến Tre Đồng Khởi ạ. Trời ơi. Là một điều rất là tuyệt vời về quê hương và rất là gần gũi để con tiện để chăm sóc mọi người thân trong gia đình. Nè, anh thông báo với em. Dạ. Cô giáo đây cũng là một đảng viên. Dạ. Phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi. Anh xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả trong trường quay và bạn gái phía bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Thành, năm nay 26 tuổi, thuộc tiểu đoàn 739, lữ đoàn công binh 25, quân khu 7. Hiện tại đang đóng quân trên địa bàn Biên Hòa, quê quán ở Mỹ Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình. Hết. Thôi hồi hộp hả em? Hồi hộp xíu. Rồi để bên đây giới thiệu đi để cho chú bộ đội bớt căng thẳng. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh và toàn thể khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh, con 22 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành con học là hóa phân tích. Con mong ước sau này ra trường sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi. Trời ơi. Làm lĩnh vực giật mình ông ơi. Sao tự nhiên con gan dữ vậy? Con thích cái lĩnh vực đó vậy con. nhưng mà ở đây là vấn đề là con rất là gan dạ luôn đúng không? Để qua gặp đàn gái coi. Đó, mà như công chúa vậy đó. Ừ. Dễ thương xinh xắn quá. Sao mình chọn cái ngành đó vậy con gái? Dạ do có một lần á con coi phim ma, nhưng cái xong cái con sợ ma, sau cái con nói chắc phải kỳ này là phải bỏ được cái tật đó, phải vô khám nghiệm tử thi của mình sợ đúng không? Thôi khỏi đi. Rồi nhưng mà thấy ấn tượng rồi đó. Tại sao con lại thích quen bạn trai là bộ đội? Dạ do là bên nhà con á họ hàng với lại trong gia đình á có người làm quân đội công an. Anh của con á cũng làm bên công an, xong cái con thấy tính của anh á, xong ổng nghiêm khắc với con quá, con mới nghĩ là chắc mình phải quen cái người quân đội này để họ chỉ bảo mình nhiều hơn. Rồi bây giờ đàn trai giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là thì luôn hòa đồng hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi công tác chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn, rồi là biết tí nấu ăn chăm lo cuộc sống gia đình. Điểm yếu của con thì hơi nói chung hơi ngại tí trước đám đông. Ngại đúng không? Dạ. Từ từ sẽ không ngại thôi. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ một chút. Một hả? Dạ một mối tình. Quen ở đâu? Dạ cũng quen trên đơn địa bàn ở Bình Phước, lúc làm công trình trên đó có quen ở Bình Phước. Bao nhiêu năm? Dạ có 6 tháng à. Quen 6 tháng là sáng tháo luôn hả? Dạ. Sao chia tay quen ngắn vậy? Cô ấy bảo là đặc thù công việc của em nói chung là nó về một tuần gặp nhau còn lành nên bảo không có thời gian dành nhiều. Không có thời gian. Dạ. Cái công việc của em mà làm cái gì cụ thể, là chuyên môn là gì? Dạ chuyên môn của em vừa lái xe vừa lái máy. Em lái được xe tăng không? Dạ được chị. Ồ vậy hả? Giờ con nói lớn lên cho anh bên đó nghe được cái điểm yếu điểm mạnh của mình như thế nào. Dạ điểm mạnh của con á, con là một người tự lập, có trách nhiệm trong công việc. Thế lại con cũng hay tuân thủ đúng giờ lắm. Con là một người thích hát nhưng mà không hát được hay lắm. Bây giờ sẵn con hát tặng anh bên đó một bài luôn được không ạ? Người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu, làm như không quan tâm
nhưng em thật sự nhớ anh. Muốn anh chờ che cho em mỗi đêm lạnh về. Em muốn nói yêu anh rất nhiều. Có nghĩa là mặc dù là rào chưa có mở đúng không? Yeah. Nhưng mà là bất chấp luôn. Con nói thẳng với anh luôn là coi như con không cần lý lẽ. Chỉ biết là đã đến đây rồi là sẽ yêu anh. Đáp từ luôn em trai. Bây giờ đó bên kia nghe xúc động không cưng? Dạ xúc động chị. Bên cạnh hát bài thì em xin đọc mấy dòng thơ. Do em từ sáng tác mà em hay run tí cho em cầm cái giấy để em đọc cái nha. À dạ. Đừng qua cặp giấy rồi. Đọc lớn lên nha. Dạ. Trăm năm giữa trốn hồng trần, vì duyên ta đã một lần gặp nhau. Gặp nhau thì đã sao đâu, vì sao tim đã cùng chung nhuộm màu. Ngoài kia lết phết mưa ngâu, công binh lên đó bắt cầu rước em. Nhẹ nhàng em kéo rèm xem, Quyền Linh dẫn lối anh đem tim vàng. Chúng ta đôi phút ngỡ ngàng, nút vàng cùng bấm cả làng chung vui. Nút vàng cùng bấm ha, cả làng chung vui. Bữa nay làng cũng vui hết nếu mà hai bạn bấm nút. Bây giờ để hỏi bên đây coi là con đã có mối tình nào chưa nè. Dạ con đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thì lúc hồi chuẩn bị đi đại học. Chỉ quen chống chánh thôi chứ con cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm. Còn mối tình thứ hai thì con quen khoảng gần một năm, nên là cả hai thuộc dạng như là chưa tin tưởng nhau lắm. Nên là con chủ động chia tay. Cái điều mà con mong muốn ở cái người bạn trai của mình là như thế nào? Dạ cái điều con mong muốn ở người bạn trai là cái người phải có trách nhiệm, một người phải tự chủ, đừng có ăn hiếp con quá. Đừng ăn hiếp. Rồi cái người ta sẽ phải làm gì để mà con cảm thấy là con tin tưởng người ta? Anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giác quan sống mạnh mẽ lắm. Mỗi tử thi mà đâu có đơn giản. Ừ. Có giác quan con hả? Dạ. Vậy là con đọc gì hết mọi người trước mặt luôn hả? Con mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Dạ con mong muốn người yêu lý tưởng phải hiếu thảo cha mẹ. Có một công việc ổn định. Rồi gì nữa? Chiều cao thấp. Chiều cao rồi dạng giống ai? Nói chung là một cái mẫu hình lý tưởng về mặt nhân dáng bên ngoài ngoại hình. Dạ. Chiều cao thì cao hơn con là được. Anh có mập quá thì con sẽ cùng nhau đi tập thể dục. Rồi đo hết lại. Đừng có nói mập con, đụng chạm nhiều người cũng khó tập lắm con. Tôi qua tôi coi bên đàn trai tôi cái coi. Hiền chút thôi, rắn chắc không? Dạ cô. Chào cưng. Cái hình mẫu lý tưởng của cưng là như thế nào? Dạ nói chung một người phụ nữ là biết chăm lo cuộc sống gia đình, tính trên nhường dưới, đơn giản. Đơn giản thôi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình nên hỏi người thân đúng đi. Đúng rồi. Bây giờ con đi với ai nào? Dạ con đi chung với hai bạn thân. Hai bạn thân. Dạ. Rồi bạn thân cho ý kiến coi nào. Dạ đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ chào anh bên đây ạ. Em là bạn thân của Linh từ năm lớp 10 tới bây giờ ạ. Linh là một cái người á, tuy bề ngoài có vẻ rất là đàn ông, nhưng mà bên trong thì lại rất là yếu đuối và dễ tổn thương. Đối với Linh nó cần nhất là trong một cái mối quan hệ tình cảm đó là cái sự tin tưởng lẫn nhau và sự chung thủy. Em hy vọng là nếu anh và Linh có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn thì mong anh sẽ bảo vệ được bạn của em ạ. Linh ơi, anh bên đây thì trông rất là hiền lành và chân thành, đúng với gu của Linh lên đến chắc khoảng 90%. Là một chút nữa có gì Linh hãy bấm nút cho anh nha. Rồi cảm ơn cưng. Rồi em đi với ai nào? Dạ bên này em đi với là chính trị viên của em, với là có chú của em nữa. Vâng, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì xin chào toàn thể mọi người khán giả trong hội trường cũng như là những bạn xem truyền hình. Thì đầu tiên xin phép được nói về đồng chí Thành trước. Trong đơn vị đồng chí Thành phải nói là một con người rất hiền lành, dễ thương, đặc biệt rất yêu mến đồng chí Thành trong quá trình nhận nhiệm vụ. Luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ không kể bất kỳ giờ nào, khắc nào, luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đến tới đây thì cũng rất là cảm ơn chương trình vì sắp xếp rất khéo. Ở dưới đây chúng tôi thì trên cương vị nhìn nhận đây là gương mặt rất tương đồng và tính cách rất tương quan. Còn đối với Thành nè, đối với bạn nữ bên này phải nói là dễ thương, đáng yêu, dịu dàng. Và tính cách này rất hợp với những người vợ của những quân nhân. Hãy thực hiện đúng như lời em đã nói, chuông vàng cùng bấm cả làng chung vui. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Dạ mời chú ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào họ nhà gái. Tôi là chú thân của cháu Thành. Thì qua cái cháu Thành á, thì chỉ huy trực tiếp đã phát biểu.
Còn về cháu gái á, thì chú chỉ nói với Thanh rằng á, là đây là một cái duyên rồi. Thì các cháu nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Kéo rào ha. Mở rào. Tặng luôn bài thơ luôn nha. Bắt đầu đi Thành. Cày đó em phải giới thiệu là em làm như thế nào. Đẹp quá. Đây, để đây luôn, nó nặng quá, bạn ấy không được. Đúng rồi. Nói ý nghĩa cây rồi, đi. Em nói cái ý nghĩa đi. Cái cây này là từ nói chung là từ lúc anh đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh làm ở công trình thì anh lấy những con thẹp ở công trình thì anh quấn thành cái cây để mang tới tặng em. Dạ. Em làm dạ. Bao lâu cái xong cái cây đó Thành? Dạ, một tuần đây. Một tuần đó hả? Dạ. Công nhận cái cây rất là đẹp luôn á. Dạ, em cũng có một cái cuốn sổ tặng anh. Trong đây là trang đầu á, em viết về thơ về hóa học. Còn những trang sau á, em mong anh là sẽ viết chuyện tình yêu của chúng mình. Em cảm ơn. Và em cũng tặng anh một bài thơ em sẽ đọc trong đó. Nếu anh là axit, em xin làm 3 giờ để tình yêu bất ngờ, mãi trung hòa không kịp. Mình cảm nhận về nhau đi hai bạn. Khi mở rao thì em cảm thấy anh con người như thế nào? Dạ em thấy anh hơi căng thẳng thì phải. Nói chung lúc mở rao á thì anh thấy em thì nói chung nhìn cũng hiền, dịu dàng. Nếu mà quen nhau thì khoảng được bao lâu thì có thể tiến tới? Khoảng 1-2 năm sau á. 1-2 năm sau à? Dạ. Có lâu quá không? Thì người ta bảo rồi, cưới vợ phải cưới liên tay. Để lâu thì người ta lấy mất thì sao? Không bao giờ, nếu mà tình yêu mà chắc chắn rồi thì không bao giờ có chuyện đó. Khi mở rào ra thì con thấy anh sao? Anh có giống như trong tưởng tượng không? Anh không giống như trong trí tưởng tượng của con lắm. Vậy hả? Chứ con tưởng tượng sao? Dạ con tưởng tượng chắc quân đội thì ra ngoài nắng nhiều á, họ sẽ đen, với lại họ sẽ già. Đâu mà, ra trời ơi. Mà anh đây thì là sao già được? Ờ anh đây thì sao nè? Dạ anh đây trẻ, khác với trí tưởng tượng con nhiều lắm. Trời. Nhưng mà bây giờ nè, giữa anh ở đây với lại cái anh trong trí tưởng tượng con á, thì con thích anh nào? Con thích anh đây. Dễ thương không? Con thích anh ở đây. Mình hẹn hò sao đó hai đứa hỏi đi. Một tuần gặp nhau mấy lần? Một tuần thứ bảy, chủ nhật thì em có rảnh không? Dạ trong một tuần đó thì thứ bảy là em rảnh. Còn chủ nhật là bệnh nè. Dạ, chủ nhật em đi học. Chỉ có nghỉ mỗi ngày thứ bảy thôi hả? Dạ cũng tùy lúc anh. Nếu mà kết thúc môn sớm á thì chủ nhật sẽ rảnh thôi. Thì như công việc của anh á, kỳ đặc thù như vậy á, anh thì nói chung một tháng thì cũng nghỉ được 5 ngày. Dạ. Nói chung cũng mong trong 5 ngày đó sẽ em cũng rảnh để mình có thể đi đâu đó chơi hoặc đi xem phim gì đó. Dạ. Mình thử mình tiến tới nắm tay bạn gái đi. Mình thử hỏi là em ơi, nữa nếu như hai đứa mình lấy nhau thì em thích sinh con trai hay con gái? Hỏi thử đi Thành, mạnh dạn lên. Nói chung nếu mà lấy nhau thì em muốn thích con trai hay con gái? Dạ em thích cả hai. Anh cũng muốn như vậy. Dạ. Thành cảm giác trai bạn gái thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Mềm lắm anh ơi. Nó còn có một cái gì ấm áp từ tay bạn gái. Bây giờ thì trong con người của em á, thì bây giờ tim nó đập nhanh lắm. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta trải qua thời gian trò chuyện với nhau, tập trung hết sức mình xem trái tim mình có rung động trước đối phương hay không. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, mình không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1, 2, 3. Cạch cạch hai cái là tôi nghe rõ lắm rồi. Hãy nắm tay nhau đi, bắt đầu chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Yeah. Anh Thành hôn em đi nè. Đó, nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên luôn đó. Ê, sao? Con thấy sao, hồi hộp không? Dạ con hết hồi hộp rồi. Hết hồi hộp rồi. Hung lại con, hung lại. Đưa má cho em gái hung với Thành. Mời em trai giới thiệu về mình.
Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ, em sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật trung đoàn 935, sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ, mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 93 tuổi. Trẻ quá trời luôn. Nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Rồi quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo? Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được nó lớn lên. Được cho em. Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ tại con thì ngày xưa nó lớn lên nói lớn cho anh nghe rồi anh đã coi. Dạ ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vui vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em, là phải hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Dạ. Cao hơn con? Dạ. Con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi con có mấy mối tình rồi? Vũ. Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ ở tại là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi, thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng dạ. Cười tươi hết con. Thích có răng khẽ như con không? Dạ. Răng đều đẹp. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá. Niềm xa. Dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và con cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp về mình phản bội thì tội cô chủ đi. Động kết thúc mấy chú trong quân đội. Tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa làm kỷ luật. Kỷ luật. Kỷ luật thép chung đó. Son sắc. Đó. Thôi mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Đó. Chào Vũ. Dạ chào cô. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ.
Còn sao còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn hả Vũ? Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ, muốn yêu cầu. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa, đặc biệt trong thời gian gần nhất đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, mấy bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ, nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo. Tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được, nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó luộc. Gạo luộc. Dạ, trời thì ơi, cũng tương mà dạ, nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở ra. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đó, đứng lên tặng nè. Để cho anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly. Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ, con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, dạ em chào anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Kiểu tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn.
À, còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu, nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động, nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được, tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công. Quyết chí quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Không chung nhát cái gì, nhẹt. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc, chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nha. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ. Rồi, nào, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách cách. Ok con. Mặt xanh lét hết rồi. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh chứ. Làm sợ với Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Ừ. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau, tiến tới hôn nhân, dài lâu đi tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi. Xin hai cái đi. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Dạ, Vũ bây giờ chủ động nào, chủ động đi Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Anh xin cái nữa. Ừ, đó. Thương gì đâu, cưng quá rồi nè. Để nên chủ động, xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thấy cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi.